Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp đầu xuân năm mới Giáp Thìn ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới Giáp Thìn. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động giới tử vi, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, vượng vận quý nhân, tài lộc bùng nổ, làm ăn đắc thắng, giàu có nhất làng. Quý vị thân mến, dân gian có câu, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi, tiền bạc vật chất và mối quan hệ trong xã hội tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác, nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn khổ sở. Chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà đến khi ốm đau, bệnh tật cũng không có cách nào để có thể thoát khỏi được cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào, thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều khi không phải chịu khổ sở về thể chất, mệt mỏi về tinh thần. Chính vì vậy mà việc nắm bắt mọi cơ hội vận may để kiếm ra tiền, cộng thêm với sự nỗ lực cố gắng của bản thân mỗi ngày, thì quý vị sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp cho bản thân và cho gia đình của mình mà thôi. Và theo hé lộ mới nhất của giới tử vi, khi gieo quẻ cho 12 con giáp, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch thấy rằng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là một trong những tuổi may mắn nhất, được thần tài gọi tên nhận lộc trời ban. Đây sẽ là cơ hội có 102 để bản mệnh nhận được lộc của thần tài, mà phất lên đổi vận, trả sạch nợ nần chồng chất, từ ngày này tới tháng kia, làm gì cũng đỏ hơn son, vừa lòng thuận ý, giàu sang an nhàn, không phải lo nghĩ gì cả. Vậy, lá số tử vi chi tiết như thế nào, những cơ may rực rỡ mà tuổi Mậu Ngọ nhận được là gì, thì hãy cùng với Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video dưới đây nhé. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của tuổi bình hòa với mệnh hỏa của năm, đây là điều tốt lành. Thiên can Mậu tương khắc với thiên can Giáp, địa chi Ngọ bình hòa với địa chi Thìn. Có thể nói rằng tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong năm Giáp Thìn vừa có thuận lợi vừa có thử thách, với chiều sâu kinh nghiệm, Mậu Ngọ có thể đảm nhận những vị trí từ thấp đến cao trong công việc, đạt hiệu quả năng suất tốt. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là mẫu người luôn dũng cảm trong mọi công việc, kết hợp với sự nhạy bén trong nhìn nhận cơ hội. Chỉ cần kiên trì và nỗ lực, thành công là điều nằm trong tầm tay. Năm nay mệnh chủ có nhiều nhân duyên tốt, được mọi người quý mến và kính trọng. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can Mậu, cứng rắn, trực tính, nóng nảy, lòng đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi, và chi Ngọ nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất, ngang tàn, nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao, nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy, tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn thất bại. Theo sách tử vi có luận định rằng, Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng an nhàn đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau buồn, khổ muộn. Tuy nhiên đôi lúc họ vấp phải sai lầm thất bại không đáng có, bởi sự chủ quan nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm,
Đây sẽ là mốc thời điểm quan trọng nhất, quyết định quan trọng đến vận trình cả năm của tuổi Mậu Ngọ. Vậy, để vận trình thêm phần hanh thông và thuận lợi hơn, thì bản mệnh hãy lắng nghe đôi lời nhắc mạnh dưới đây nhé. Thứ nhất, về công việc, sự nghiệp. Tuổi Mậu Ngọ sẽ có tình hình công việc khá bình ổn trong năm 2024 này. Với bề dày kinh nghiệm trong công việc, mệnh chủ có thể nâng cao hiệu suất làm việc của mình và phát triển vượt bậc về mọi mặt trong năm nay. Thời gian này công việc có không ít những đồng nghiệp, những người nối nghiệp ít tuổi hơn, do đó mệnh chủ hãy vận dụng kinh nghiệm phong phú của bản thân, tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực của thế hệ trẻ đi sau. Như vậy, mọi việc sẽ được giải quyết hanh thông thuận lợi. Dự báo con đường công danh sự nghiệp của đương số sẽ có những sự khởi sắc nhất định so với năm cũ, nhưng chưa đến độ nở rộ, vẫn còn tiềm tàng không ít nguy cơ. Vì thế có thể thấy rằng bạn gặt hái được thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là cách hành xử của bạn. Khi đối diện với những sự việc hoặc những con người khác nhau, hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được phong độ của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Các tinh vượng cho thấy, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực. Bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không còn quá đáng sợ. Có nhiều cơ hội thành công đến với bản mệnh trong năm 2024 này, song bạn chớ vì thế mà trở nên kiêu ngạo hoặc lơ là, bởi nhiều hung tinh vẫn luôn rình rập, báo hiệu nguy cơ có thể ập đến với bạn bất cứ lúc nào. Hung tinh Phi Liêm và Thiên Cầu cảnh báo, dù gặt hái được thành công lớn lao, bạn cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu bạn có huynh hoang thì dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc cơm mất công lao bấy lâu nay bạn tốn công gây dựng. Khi vướng phải rắc rối, bạn cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy, nói những điều hoặc có những hành động không phù hợp. Người khác có thể lấy đó làm cái cớ để hạ vệ bạn, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Thứ hai, về tình hình tài chính. Bước sang độ tuổi 47, cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ chú trọng nhiều hơn đến đời sống tinh thần, sự giản dị mộc mạc, thay vì những thứ xa hoa đến từ bên ngoài. Vì thế, mệnh chủ sử dụng đồng tiền đúng mục đích hơn, không còn nhiều lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Vận trình tài chính sẽ thiên về sự tích lũy nhiều hơn, mệnh chủ biết kiểm soát tài chính, có kiến thức đầu tư nên các dòng thu nhập vẫn đều đặn tăng trưởng. Với người làm công ăn lương, thiên ấn nhận thấy rằng nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình, thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng. Công sức bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Việc làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung bình ổn, không có biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Song may mắn là đương số cũng không cần phải đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm ẩn. Tự chung lại, tài chính cân bằng, thu chi cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. Năm 2024 là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường, thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền sẽ chảy về túi cũng nhiều hơn. Hãy luôn cẩn trọng vì hung tinh Phi Liêm và Thiên Cầu vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, hãy tránh đôi co với người khác, đẩy mình vào cảnh thị phi, gây ảnh hưởng danh tiếng với những chuyện không quá to tát. Thì bạn nên chín bỏ làm 10, đôi khi nhận thiệt về mình một chút để đặt lại những bước tiến xa hơn trong tương lai. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Năm 2024 là một năm hạnh phúc an yên trong gia đạo của Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vợ chồng thường xuyên quan tâm chia sẻ với nhau nên giảm được cảm giác cô đơn. Mậu Ngọ là người sống có quy tắc chuẩn mực, luôn làm gương cho con cháu. Vì vậy, các thế hệ sau đều hiếu thảo thành đạt, gia đình hòa thuận thì sẽ đón nhận được nhiều phúc khí. Hiểu được điều đó, Mậu Ngọ luôn là người gắn kết tình cảm yêu thương giữa mọi người trong nhà. Những bữa cơm thân mật, sự quan tâm sẻ chia sẽ giúp cho tình cảm gia đình càng mặn nồng hạnh phúc. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ luôn mạnh mẽ trải qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống và xây dựng được rất nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp lâu dài. Khi đã lập gia đình, phụ nữ tuổi Mậu Ngọ sẽ hết mực chăm lo cho chồng con và những người thân trong gia đình. Còn quý ông tuổi Mậu Ngọ thời còn trẻ ham chơi, thích tự do với cuộc sống bên ngoài, ít dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nhưng khi trưởng thành, họ có những suy nghĩ chín chắn hơn,
Thay vì tụ tập bạn bè sau những giờ làm việc, họ quay trở lại với tổ ấm của mình, cùng ăn tối, nói chuyện với những người thân trong gia đình. Đối với đàn ông tuổi Ngọ, không gì có thể quan trọng bằng tình cảm yêu thương, sự hòa hợp của mọi người trong nhà. Người độc thân được phượng các xe duyên, nên các mối nhân duyên sẽ có nhiều sự cải thiện. Bản mệnh không chỉ quen được với nhiều bạn bè đồng nghiệp tốt, mà còn có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng khá lý tưởng. Khuyên bạn nếu đã có thiện cảm với ai, thì nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó, không thiếu việc quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Tin rằng sự tinh tế của bạn sẽ dần dần chinh phục được người ấy. Nếu được người thân hoặc bạn bè giới thiệu cho các đối tượng làm quen, bạn cũng hãy cứ thử gặp gỡ và trò chuyện với đối phương xem sao. Hãy luôn cởi mở thì bạn mới đánh giá được đối phương có tốt hay không, có phù hợp với mình hay không. Dẫu đôi bên không thể trở thành một nửa của nhau, thì vẫn có thể trở thành bạn tốt. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Bước sang tuổi 47, mệnh chủ Mậu Ngọ nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe, không được chủ quan với cơ thể hiện tại. Tập cho mình thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày bằng cách đi bộ, đạp xe, tập thể dục, yoga sẽ giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp, lưu thông khí huyết. Hung tinh tang môn cho thấy, năm nay gia đình bạn có thể xuất hiện tang chế. Vì vậy, hãy quan tâm hơn đến người thân, cần đi khám chữa ngay nếu thấy cơ thể không khỏe, tránh tình trạng bệnh kéo dài và diễn biến nghiêm trọng. Nhiều hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo, tình trạng sức khỏe thể chất suy giảm, tinh thần căng thẳng, cần tìm cách gỡ rối ngay. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sao phi liêm cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khuyên bạn làm việc cần phải giữ tỉnh táo, không nên bắt mình làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiếu tập trung, nếu không dễ gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Ngọ nên giữ cho tâm lý vững vàng thoải mái thì cuộc sống sẽ an yên, nên duy trì lối sống lành mạnh giản dị hòa đồng với mọi người, không cố kiểm soát tất cả mọi thứ, thì cuộc sống sẽ được thành thơi, hạnh phúc lâu dài. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đoán định trước hung các biến động ra sao để có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Tử vi báo hiệu vận trình tháng đầu tiên của một năm mới, tuổi Mậu Ngọ sẽ khởi sắc vô cùng, vạn sự khởi đầu nan, khó khăn trong công việc sẽ sớm được giải quyết, kiên trì làm tới cùng ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nói như thế không phải không có khó khăn nào cản đường, nhưng về cơ bản thì mọi sự đã dễ dàng hơn trước rất nhiều lần. Bản mệnh nhìn ra được những cơ hội phía trước và sẵn sàng cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Mậu Ngọ có nhiều ý tưởng để giải quyết những trở ngại trước mắt và tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên sau những thành quả mình đạt được. Điều ấn tượng ở con giáp này chính là lòng kiên trì, bền bỉ, đã quyết gì là làm đến cùng. Nếu đi đúng hướng thì đó sẽ là nền tảng tốt, là bước đệm thành công cho bản mệnh. Nhưng nếu sai hướng thì cần phải biết quay đầu kịp lúc, chứ không phải cố đấm ăn xôi. Có điều tuổi Mậu Ngọ cần phải tập trung hơn trong công việc nhé. Có thể khối lượng công việc quá nhiều, lại bị tiểu nhân thiên quan quấy nhiễu, nên con giáp này bị hết việc này tới việc khác làm cho rối bời, cũng dễ xảy ra sai sót hơn. Nếu bạn không khắc phục được việc này, thì dễ lọt bẫy của kẻ tiểu nhân, đánh mất vị trí của mình vào tay họ, đồng thời có thể phải chịu hình phạt khiển trách hoặc đền bù bằng tiền bạc nữa. Tài lộc trong tháng của con giáp này không được dồi dào cho lắm. Thái dương cát tinh chỉ trợ giúp nhiều về công danh sự nghiệp, chứ không hỗ trợ nhiều cho tài vận. Tuy rằng công danh tăng tiến sẽ giúp cho tiền bạc dễ thở hơn, nhưng chủ yếu vẫn là nguồn thu chính gánh đỡ. Thứ tài không có nhiều, nên nguồn thu phụ rất ít, hoặc hầu như là không có. Khó có thể cân đối được chi tiêu khi mà có nhiều khoản chi phí phát sinh trong tháng này. Bản mệnh có thể thấy sốt ruột mà tính chuyện đầu tư kinh doanh, nhưng khả năng lãi chẳng đủ bù cho lỗ, thậm chí có thể mất tiền hao của. Nếu không cân bằng được thời gian cho công việc chính và phụ, thì có thể hành động chân ngoài dài hơn chân trong, sẽ khiến cho hiệu quả công việc chính bị ảnh hưởng. Thu nhập cũng vì thế mà giảm sút. Con giáp này cần phải học cách tiết kiệm hơn. Mậu Ngọ trở nên sông xanh phóng khoáng quá mức, ngay cả chấp nhận chi trả nhiều thứ không thực sự cần thiết cho mình. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh cũng là dấu hiệu không tốt về sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ. Con giáp này dễ bị ảnh hưởng của thời tiết, hay đau nhức xương khớp, sổ mũi nhức đầu. Ngoài ra do áp lực cuộc sống mà tinh thần Mậu Ngọ thường xuyên căng thẳng, ăn uống kém ngon miệng, ngủ nghỉ cũng không được điều độ cho lắm. Ngày thì buồn ngủ, đêm lại thức trắng là chuyện bình thường. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tháng này cục diện tương xung sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ,
Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến cố về tình cảm. Những tổn thương khiến cho con giáp này mệt mỏi chán trường. Bù lại thì công việc trong tháng 2 âm khá tốt. Nguyệt lệnh ở đất lâm quan nên chỉ cần chăm chỉ, kiên trì thì bản mệnh cũng sẽ có được thành công. Bản mệnh sẽ tìm được nhiều cơ hội để có thể phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Thiên ấn xuất hiện, nhắc nhở Mậu Ngọ cần phải đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được điều này, thì bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội lớn hơn để phát triển năng lực của mình, gợi mở được thêm những lối đi trong tương lai. Thiên đức quý nhân sẽ giúp bạn trong việc mở rộng thêm cơ hội để phát triển. Hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo bàn đạp cho mình, chớ nên bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá bên cạnh. Xét về đường tài lộc, con giáp này đang có thu nhập khá bình ổn, tài chính ổn định, tiền bạc không phải là vấn đề cấp thiết mà bạn cần phải quan tâm trong thời điểm này. Con giáp này biết cách để cân đối thu chi của mình, nên trong tháng 2 âm, dường như bạn không phải đối mặt với tình trạng thu chẳng đủ bù cho chi, vẫn bình tĩnh để tính toán xem chi tiêu như nào cho hợp lý. Bản mệnh có kế hoạch cho từng bước của mình trong tháng. Có thể bản mệnh sẽ kiếm thu nhập thêm từ người tay trái, để đắp bồi thêm bù đắp những thiếu hụt về tiền bạc do có những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài dự kiến. Để hạn chế tiền bạc mất mát, tháng 2 này bản mệnh nên tránh để nhiều đồ đạc bừa bãi ở góc đông nam trong nhà, nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa thoáng đãng sạch sẽ để đón tài khí về nhà. Các cặp vợ chồng thì dễ mâu thuẫn xung đột về vấn đề con cái trong tháng này, có nhiều sức ép đặt lên vai của con giáp tuổi Mậu Ngọ. Bạn dù không muốn nhưng cũng phải gồng mình gánh chịu, trong khi chẳng được sự thông cảm của đối phương. Cuộc sống cần có sự sẻ chia và để giải quyết tình hình. Có lẽ những chú ngựa nên tìm thời gian để tâm sự nhiều hơn với đối phương, để người ấy hiểu được những khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng mỗi ngày. Tử vi tháng 2 của 12 con giáp còn cho thấy Mậu Ngọ có an tâm về vấn đề sức khỏe, không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Bạn biết tự chăm sóc cho bản thân mình và dễ dàng giải tỏa căng thẳng với những thú vui cá nhân. Tuy nhiên cuộc sống quá nhiều áp lực cũng có lúc khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, nên tự thưởng cho mình những chuyến đi du xuân hay về bên gia đình để tìm lại bình yên cho tâm hồn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tháng mới, ngoại cảnh là tác nhân khiến cho bản mệnh phiền muộn, căng thẳng. Thế nhưng nếu bạn kiểm soát được cảm xúc của mình, thì mọi việc lại thuận lợi ngay thôi. Bước sang tháng 3 âm lịch này, không hoàn toàn thuận lợi, nhưng chính trong lúc khó khăn, lại là lúc mà con giáp Mậu Ngọ tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của bản thân để tiếp tục cố gắng thêm nữa, nhằm hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đề ra từ hồi đầu năm nay. Nhìn chung, có nhiều việc được bản mệnh hoàn thành, nhưng bạn vẫn đang bước tiếp trên con đường thấu hiểu chính mình. Tháng này, mở ra cho bạn những cơ hội tiếp cận gần hơn trong lĩnh vực tâm linh, sẽ rất thú vị nếu bạn chịu khó tìm hiểu thêm và áp dụng vào cuộc sống của mình. Điều mà bạn mong đợi, một câu trả lời cho những vấn đề mà bạn đang trăn trở, dường như sẽ không tìm đến với bạn ngay và đem lại sự hài lòng mà bạn mong muốn. Điều quan trọng chính là đặt ra câu hỏi và sẵn sàng để lắng nghe. Thay vì giữ mối bận tâm cho riêng mình, có thể lời giải không nằm ở đâu xa, mà trong chính những điều bạn trông thấy hàng ngày, hãy tìm cách giải mã chúng, rồi bạn sẽ tìm ra những điều thú vị, rồi từ đó mà phát huy năng lực hiện tại. Việc đầu tư làm ăn kinh doanh trong tháng 3 âm lịch này cũng đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho con giáp Mậu Ngọ. Thế nhưng bạn vẫn nên ưu tiên các hạng một quen thuộc, tránh ôm đồn quá nhiều việc cùng lúc. Nếu ai đang thừa thắng xông lên trong lĩnh vực của mình, sẽ đang phát triển tốt, tốt hơn là mở rộng thêm lĩnh vực mới. Dù thế nào cũng ưu tiên phương án an toàn hơn bạn nhé. Người làm công ăn lương, tuy vẫn gặp khó khăn trong công việc, thế nhưng nhìn chung tiền bạc vẫn đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản. Nếu muốn tìm phương hướng để đầu tư, thì việc trước tiên của bạn vẫn là tiết kiệm trước đã. Tháng này không có quá nhiều việc phát sinh, nên bản mệnh không phải chi tiêu quá nhiều. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của bản mệnh. Tuy nhiên bạn có thể cảm thấy phiền phức khi ai đó muốn vay mượn số tiền lớn. Bạn vừa không muốn vay mượn số tiền lớn đó, vừa không muốn giúp họ, nhưng cũng rất nghi ngờ về việc họ dùng tiền để làm gì. Các mối quan hệ xung quanh nhìn chung thì vẫn còn gập ghềnh, cần bạn kiên tâm và thư giãn để xử lý. Đừng nổi nóng vì sẽ làm hỏng mất vấn đề. Có những thứ không cần quá quan trọng đúng sai đâu bạn nhé. Hơn nữa việc ai kể cho ai thì bạn nhớ giữ kín, đừng để mang tiếng là con giáp thích đưa chuyện, không ai muốn thân thiết với bạn nữa đâu. Theo tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch, thực thần sẽ mang tới lời mời ăn uống, tụ tập bạn bè khá nhiều trong tháng này. Có thể là vì bạn tổ chức với hết nhóm bạn này với nhóm bạn khác, một buổi như thế bạn ăn nhiều hơn và có dấu hiệu tăng cân đấy nhé. Nhìn chung thì tình hình sức khỏe của con giáp Mậu Ngọ lúc này sẽ khá ổn định. Bạn không quá tham công tiếc việc như trước, phải luôn cố gắng tìm cách cân bằng cuộc sống bằng việc dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý. Trong các bữa ăn, bản mệnh nên lưu ý ăn chậm lại,
Đó cũng là cách tốt để cải thiện cho sức khỏe mà ít ai nghĩ tới. Ăn chậm sẽ tốt hơn cho dạ dày của bạn. Chưa kể việc này khiến bạn no nhanh hơn. Tránh việc ăn nhiều dồn dập rồi ngồi thở vì ăn quá nhiều. Thay vì uống cà phê, con giáp mậu ngọ có thể uống trà xanh để giữ tinh thần được tỉnh táo. Hơn nữa, những chất có trong trà xanh cũng rất tốt, có thể giúp bạn tiêu mỡ. Ngoài ra chúng có chất chống oxy hóa cao, giúp bạn trẻ lâu hơn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Trong tháng này, tuổi mậu ngọ sẽ có rất nhiều việc phải làm, chủ yếu là do bản mệnh bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, nên đây là lúc biến những kế hoạch tưởng tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Xem tử vi tuổi mậu ngọ âm lịch, con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Tháng này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Con lục hợp quý nhân độ mệnh sẽ giúp cho mậu ngọ có nhiều sự phù trợ trong tháng. Thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm. Đó cũng là điều rất dễ hiểu, khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. Tháng còn có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan chủ về chức vụ, nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi đam mê, mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, mậu ngọ còn có thêm các phúc tinh cao chiếu như sau thái dương và thiên ấn, nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự khéo léo, nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đẩy tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi, thì chuyện thăng chức không còn quá khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao. Ta cần hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí bạn còn có thể sẽ phải tiêu tốn không ít tiền của để duy trì các mối quan hệ xung quanh tốt, nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch còn cho biết, với công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều cát tinh giúp sức, tài lộc của mậu ngọ sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ trong tháng này. Trong tháng tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có thái dương và thiên diêu phù hộ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài, đặc biệt việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Tháng này bạn càng chủ động càng dễ gặp may, nhờ sự quyết đoán đầu tư dám làm dám chịu, những chú ngựa thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn, quyết định nhanh gọn giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt, nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng hoa hồng hậu hĩnh. Còn với những người kinh doanh, thì thời điểm này cũng rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, mọi dịch vụ đều tăng, là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều tiền thì tiêu cũng nhiều, đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên vung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Tháng này mậu ngọ có sao đào hoa là thiên diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp thái tối nên nhân duyên rực rỡ, nhiều mối quan hệ tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có sự khởi sắc. Sức khỏe của tuổi mậu ngọ trong tháng được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc, nhưng đồng thời nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay, ông đồng cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh cảm giác áp lực mệt mỏi suy nhược cơ thể. Do đó làm gì bạn cũng cần đặc biệt chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải vận xui cho tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 như sau. Vận khí năm 2024 của tuổi mậu ngọ sẽ có nhiều điểm sáng hơn hẳn so với tử vi năm 2023. Mặc dù vẫn còn dấu hiệu cạnh tranh thị phi hay cản trở trong công việc, nhưng tác động không quá mạnh, bằng nỗ lực bản thân cộng thêm một chút hỗ trợ từ các cát tinh, đường số vẫn gặt hái được thành quả như kỳ vọng. Nhìn chung về công việc,
hay tiền bạc của Mậu Ngọ đều duy trì bình ổn, có phần nhì hơn so với năm trước. Tuy nhiên để đạt được độ hanh thông dồi dào thì chưa tới. Có thể nói, phương diện cần lưu ý nhất trong năm của đương số chính là sức khỏe. Dưới tác động xấu từ nhiều hung tinh, khó tránh lúc đau yếu, tai nạn bất ngờ, dẫn tới bị hình thương, nghiêm trọng còn phải đụng chạm dao kéo. Dưới đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Để hạn chế những xui xẻo gặp phải trong năm 2024, Mậu Ngọ có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây, tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Hãy chiêm nghiệm nhé! 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Dù làm việc lớn hay nhỏ, thì cần tác vô ưu, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp Mậu Ngọ tìm được thành quả như mong đợi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có như đấu đá nội bộ, thị phi, bất cẩn về ký tá giấy tờ. Đương số cần nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm, lười nghĩ, gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người. Trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho sự may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai. Còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho Mậu Ngọ tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hưng thành cát, để năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đẹp gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cắt khí gia tăng. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế, việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác, thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ, do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị tuổi Mậu Ngọ nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Ngọ. Tý và Ngọ có nhiều điểm trái ngược nhau về tính cách, sở thích, nhưng họ dễ dàng thu hút lẫn nhau. Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập trái ngược lại càng giúp họ bổ sung hỗ trợ cho nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng. Đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Trên phương diện đối tác làm ăn, chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Ngọ đã hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng, và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Ngọ. Tuổi Dần và tuổi Ngọ. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau, bởi Dần và Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. Tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao, bởi Ngọ thiếu đi sự kiên trì, nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế. Bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn xung đột. Tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Sự năng động nhiệt tình của Thìn và Ngọ là cầu nối giúp cho mối quan hệ của tuổi này ngày càng tê đẹp phát triển. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh. Họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch dự định. Đặc biệt là Rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của Ngọ. Tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Những điểm khác biệt về tính cách, quan điểm khiến cho họ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cũng do những điểm khác biệt ấy,
trái ngược ấy, mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài bền vững cho được. Bởi thực tế, họ và Tị đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. Tuổi Ngọ và tuổi Ngọ. Hai tuổi Ngọ sẽ có nhiều ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt ngay từ những lần đầu gặp nhau. Họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung và thú vị. Cuộc trò chuyện của hai người tuổi Ngọ luôn kéo dài và tràn ngập trong tiếng cười. Công việc làm ăn của tuổi Ngọ cũng sẽ phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, Mậu Ngọ sẽ không bao giờ chán nản bỏ cuộc. Tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mùi và Ngọ đã dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý. Mối quan hệ này nhanh chóng phát triển và trở nên thật thân thiết gắn bó hơn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dây là người đứng đầu tổ chức công việc. Bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có tầm nhìn xa để hướng đi đúng đắn đạt được sự thành công. Tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tuổi Thân và tuổi Ngọ sẽ có một mối tình tuyệt vời lý tưởng và khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Thân và Ngọ thì lại khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn, bởi sự thiếu kiên trì dễ thay đổi của Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa, hai con giáp này còn có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau. Vì vậy, mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Ngọ yêu đời, thích sống cuộc sống tự do và phóng khoáng, còn Dậu lại là những người sống có nguyên tắc và kỷ luật. Nếu như hai bên đều biết lắng nghe, chia sẻ tâm sự với nhau, thì họ có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài, hòa hợp. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ cho Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. Tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Tuất và Ngọ đều có những điểm trái ngược nhau trong tình yêu. Tuất trung thành, thích những mối tình yêu lâu dài bền vững, còn Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu. Vì vậy, họ có thể trở thành những người đối tác đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. Tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung, Hợi và Ngọ sẽ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước. Nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Chính vì vậy mà quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định hợp tác đầu tư nhé. Quý vị thân mến, có một danh nhân đã từng nói, vàng bạc châu báu không có gì đáng kể, càng không nên khoe khoang. Điều thực sự đang nói là đức hạnh của con người, nhất là sự cẩn mẫn trong cuộc sống. Tiền tài danh lợi không đáng để nhắc đến, vì suy cho cùng, chúng chỉ là phù du. Điều đáng để nhắc đến phải là cái gì đó mà bạn chân chính kiêu hãnh dựa vào. Điều mà con người có thể dựa vào là gì? 1. Là phúc đức. 2. Là cẩn mẫn. 3. Là vận thế. Nếu một người chiếm giữ được 3 điểm này, thì vận mệnh cả đời anh ta sẽ rất đáng tự hào. Ngược lại, nếu một người không có đức hạnh và không đủ siêng năng, thì dù vận thế của anh ta có tốt đến đâu, cũng sẽ chỉ là vô ích. Sở dĩ ông trời khiến bạn tính một đằng ra một nẻo là để nhắc nhở bạn rằng, nếu bạn không làm tốt bổn phận của mình, cuối cùng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội, cho dù là người bình thường hay người giàu có. Phúc phận không liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc chỉ là vật chất dùng để đo lường giá trị trên đời. Nó không mang theo đến khi sinh và cũng không mang theo đi khi chết. Nếu một người có cuộc sống tốt đẹp, anh ta ắt có một tinh thần cao thượng. Những người đó khí chất chưa chắc đã giàu, nhưng chắc chắn là người có mệnh tốt. Người có mệnh tốt luôn luôn chỉ cần vừa phải trong cuộc sống. Người ta không tìm kiếm những điều tối đa, cũng không tìm kiếm những điều tối thiểu, mà chỉ tìm kiếm sự vừa phải. Có rất nhiều thứ và nhiều thành tựu, chúng ta không cần để tâm vướng bận, chỉ cần vừa đủ là thấy hài lòng. Ví như một đứa trẻ đi thi, bất kể nó làm bài thi xuất sắc thế nào, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn, nó đã được nhận vào trường mà nó muốn. Đây là phúc khí của nó và nên thấy hài lòng. Vì như một nhân viên làm việc trong đơn vị, dù gặp phải tai họa gì cũng dễ dàng tránh được và ở trong vòng xoáy đúng sai vẫn vững vàng như lúc đầu. Đây là phúc khí của anh ta và nên thấy hài lòng. Ví như bạn mưu sinh ở sông Hồ, chỉ có thể kiếm được ít tiền, nhưng bạn lại sống một cuộc sống thoải mái, thì bạn nên biết ơn món quà của số phận. Bởi vì bạn có thể kiếm tiền, tâm trạng vui vẻ, cuộc sống êm đềm, thì đây đã là phúc khí của bạn và nên thấy hài lòng. Nhiều người coi sự giàu có là tiêu chí duy nhất trong một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không phải vậy. Đối với người bình thường, mọi thứ đều tuân theo nguyên tắc vừa phải đã là rất tốt rồi. Bạn biết đấy, vật cực tất phản mà, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, chỉ có vừa phải mới có thể khiến ta trôi chảy cả đời.
người Tôn sống cả đời bình thường ổn định. Nhớ lại khi còn trẻ, chúng ta cho rằng bản thân cần vào Nam ra Bắc để thành tựu sự nghiệp. Sau đó chúng ta trải qua muôn núi ngàn sông, bị cuộc sống vùi dập vô số lần mới khiến chúng ta dần tỉnh ngộ. Một người trải nghiệm vào Nam ra Bắc, nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích duy nhất của chúng ta là muốn bản thân và gia đình sống một đời bình thường và ổn định. Chúng ta kiếm tiền, chẳng phải là muốn an toàn sao? Đương nhiên nhiều người nghĩ rằng sự ổn định và bình thường là không tốt, và sống một cuộc sống như vậy dường như vô nghĩa. Quan niệm như vậy sẽ triệt để cải biến sau tuổi 50. Người có mệnh tốt thì nhìn thấu nhân sinh, nhưng vẫn sống ở hiện tại. Thầy Dương Giang đã từng nói, quá khứ là quá khứ, hãy mỉm cười, hiện tại là hiện tại, hãy cứ tận tâm, tương lai là tương lai, hãy tùy duyên. Mọi thứ trong quá khứ đã trôi qua, dù chúng ta có vướng mắc đến đâu, chúng ta vẫn không thể thay đổi thực tế đã được thiết lập, mọi việc trong tương lai vẫn chưa đến. Chúng ta có ưu sầu đến đâu, cũng chỉ là lo lắng vô căn cứ mà thôi. Trí tuệ chân chính của một người là sống thật tốt cuộc sống ở hiện tại, trân trọng mọi thứ trước mắt, không cưỡng cầu, không xa vọng, không tham lam, sống cuộc đời bình yên và mãn nguyện, giống như phúc khí. Nó đến với bạn thì bạn sẽ dần tiến lên rồi vươn xa rất nhanh. Nếu nó không đến với bạn thì bạn sẽ không đạt được gì, và dù bạn có cố gắng thế nào cũng là vô ích. Một khi đã nhận ra chân lý của cuộc đời, chúng ta sẽ yêu cuộc sống và trân trọng nó. Ngày nay, tiền tài thực ra không phải là thứ chúng ta có thể quyết định. Ai cũng muốn trở thành triệu phú, nhưng không phải ai cũng đạt được điều mà mình mong muốn. Lẽ nào có thể nói, những người không phải là triệu phú có số khổ chăng? Người bình thường có thể dễ dàng vượt qua thiên tai nhân họa, có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình trong những tháng ngày bình phàm và ổn định, và có thể yêu cuộc sống sau khi nhận ra chân lý. Đây không phải là một phúc lớn của con người sao? Đáng buồn thay con người hiện đại đều là hướng lên càng sống càng vướng bận, càng kiếm được nhiều tiền thì thể chất và tinh thần càng kiệt quệ. Cái gọi là chống đánh xuôi kèn thổi ngược là sự thật đang hiện hữu khắp nơi. Trong phần đời còn lại sống bình thường hài lòng và hạnh phúc, sống trong thời điểm hiện tại và tận hưởng pháo hoa trên đời. Bởi theo cách này cuộc sống sẽ giản đơn mà nhẹ nhàng vui vẻ. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.